Good morning, class. Today we continue to study Unit 4, Festivals and Free Time, Lesson 3, Social Studies, page 37, period 39. Thầy chào các em, chúng ta tiếp tục học bài số 3, các nghiên cứu về xã hội, trang 37 nhé. Now you open your books and notebooks, please, and begin to write lessons. Bây giờ các em mở tập sách ra và chuẩn bị bài học nhé. You have an activity. You work in groups to arrange the pieces to make a right picture. Then give name of the festival in the picture. Bây giờ các em sẽ có một phút để thảo luận trong nhóm để sắp xếp các cái bức hình này, các bức hình nhỏ này thành một cái bức hình đúng, có nội dung đầy đủ. Sau đó, các em hãy cho tên của lễ hội trong cái bức hình hoàn chỉnh. Các em có một phút để thực hiện. Một phút bắt đầu. Alright, time's up. Yeah, this is the right picture. Đây là cái bức hình đúng của ta. À, đây bức hình đúng nha. So, what is the name of the festival in the picture? Vậy thì tên của cái lễ hội này là lễ hội gì với các em? In English, các em nói bằng tiếng Anh thầy nghe xem nha. Yeah, the name, the Mid-Autumn Festival. Yes, lễ hội gì đây? Lễ hội Tết Trung Thu nha. Tết Trung Thu, the Mid-Autumn Festival. Now class, we study some new works. First, the Mid-Autumn Festival, Tết Trung Thu. Đó, chúng ta vừa mới được học đó. Celebrate, tổ chức nghi lễ là động từ nha các em. Danh từ của nó là celebration, sự tổ chức lễ hội. Special, đặc biệt. Pit tree, cây đào. Peach flowers, hoa đào. Apricot tree, cây mai. Apricot flowers, hoa mai. Important, cái này là tính từ các em, gọi là cái tính chất quan trọng. Danh từ là importance, sự quan trọng. Lion dance, cái này là múa sư tử hay còn gọi là múa lân ở trong Tết Trung Thu hoặc là Tết Nguyên Đán của mình đó. Excited, đi với từ about, là tính từ, có nghĩa là hào hứng. Now listen and repeat after me. Các em nghe và đọc lại với thầy. The Mid-Autumn Festival. Celebrate. Celebration. Special. Peach tree. Peach flowers. Apricot tree. Apricot flowers. Important. Importance. Lion dance. Excited about. Alright, that's good class. Alright, you can write the lessons please. Rồi các em hãy chép từ vựng vào. Quyết định. A. Read the article and underline all the festival activities. Bây giờ các em sẽ đọc bài báo này và gạch dưới tất cả những hoạt động trong lễ hội. Chúng ta xem coi đây là cái lễ hội gì nha. A famous festival in Vietnam. Cường Nguyễn October 14th. In Vietnam, people celebrate many different festival each year. The biggest festival in Vietnam is Tết. This celebrates the beginning of the Lunar New Year. Vietnamese people have to prepare a lot for this festival. Before Tết, people buy fruits and flowers from the market and decorate their houses. Most people buy a special tree with lots of flowers.
In the north of Vietnam, people buy peach trees with pink flowers. In the south, people buy apricot trees with yellow flowers. Everyone cleans their house before Tet. This is very important because you shouldn't clean it during Tet. During Tet, people visit their family and friends. Few people go to school or work. Children wear new clothes and get lucky money. It's a great time to watch lion dances and fireworks. Everyone is happy and excited about the new year. Vietnamese people love to celebrate this festival. Alright, and now you have to underline all the festival activities. Bây giờ các em sẽ phải gạch dưới tất cả những cái hoạt động trong lễ hội Tết này nha. Now you have 1 minute. Các em có 1 phút để làm việc này. Alright, time's up. Now you underline all the activities. Decorate the houses, yes. Buy a special tree. Clean the house. Visit their family and friends. Wear new clothes. Get lucky money. Watch lion dances and fireworks. Yeah, that's right. And now we move to B. Read and write yes or no. Bây giờ các em sẽ đọc những câu dưới đây và các em viết yes hoặc là no nha. Number one, people buy fruits and flowers during Tết. Số 1 là người ta mua trái cây và hoa trong suốt dịp Tết. No, không đúng nha. People buy fruits and flowers before Tết. Người ta mua trái cây và hoa trước Tết nha. Đó, các em xem. Before Tết, people buy fruits and flowers from the market and decorate their houses. Đó, em thấy. Em xem những cái đó. Alright, you have 1 minute to do number 2, 3, 4. Em có 1 phút nha để làm cái bài này. Alright, time's up. Number 2. Every house has the same type of tree. Mọi nhà đều có cùng một cái loại cây. Yes or no? No. Number 3. People clean their houses during Tết. Người ta là lau chùi nhà cửa trong suốt dịp Tết. No. Before Tết. Tức là trước dịp Tết nha. Number 4. You can watch lion dances during Tết. Em có thể xem múa lân, múa sư tử trong suốt dịp Tết. Yes, yeah, that's right. And now you correct the answers, please. Bây giờ các em sửa bài vào. And now you rearrange the paragraph in the right order. Bây giờ các em sẽ sắp xếp những đoạn trong bài văn ở trên theo thứ tự đúng của nó nha. Các em nhìn xuống dưới là các đoạn văn này theo thứ tự đã bị xáo trộn. Bây giờ các em sẽ sắp xếp lại theo đúng thứ tự thành một bài văn hoàn chỉnh như ở trên nha. Ta có đoạn A, B, C, D thì sắp xếp lại những cái này. Now you have 1 minute. Các em có 1 phút nha. Alright, time's up. Now I correct the order. Bây giờ thầy sẽ sửa thứ tự nha.
Yes, B A D C. Now, let's see. B, yes, in Vietnam, people celebrate many different festivals each year. A, Vietnamese people have to prepare a lot for this festival. D, in the south of Vietnam. C, during Tết. Yes, you can correct the order, please. Em có thể sửa thứ tự vào. Đó là thứ tự hoàn chỉnh của bài văn nói về Tết đó các em. We move to speaking. Festival fun. A. You are telling a friend from overseas about the Mid-Autumn Festival. Take turns talking about what people do before and during the festival. À, chúng ta sang phần nói. Niềm vui khi đi dự lễ hội. A. Em đang kể cho một người bạn ở nước ngoài nghe về lễ hội Tết Trung Thu của mình. Tuần tự nói về cái mà người ta làm trước và trong cái lễ hội Tết Trung Thu này. Now look at these pictures. Before, buy lanterns. À, trước khi lễ hội thì người ta mua các cái lồng đèn. Buy moon cakes. À, mua bánh Trung Thu nha. During, give friends family. À, give moon cakes to friends or family, tức là mình có thể là tặng bánh Trung Thu cho bạn hoặc là gia đình của mình. Watch lion dances. À, xem múa lân. Watch parades. À, xem các cuộc diễu hành nhiều màu sắc nha, với cái lồng đèn rất là to trong hình đó. Now you use words sounds to get time to think. Bây giờ em sẽ sử dụng những cái từ hoặc là những cái âm thanh để trì hoãn khi mình suy nghĩ trong đoạn đối thoại để trả lời các cái câu hỏi của bạn mình nha. Ví dụ bạn mình hỏi: What do people do before the festival? Let me see. They buy lanterns and they buy the moon cakes. Đó, nào là cái phần mình trì hoãn một chút để mình suy nghĩ. Bây giờ các em sẽ thực hành với bạn trước và trong khi cái lễ hội thì người ta làm những việc gì nha. Các em có 2 phút để thực hành. Now 2 minutes begins. Alright, time's up. Now you tell me your conversations. Bây giờ các em hãy kể cho thầy nghe về cái đoạn đối thoại của em nha. Bây giờ có một bạn thì kể cho thầy nghe như vậy. Bạn của mình hỏi: What do people do before the festival? Let me see. They buy lanterns and they buy moon cakes. And what do people do during the festival? Well, they give the moon cakes to friends or family. And then they watch the lion dances. After that, they can go to watch the parade along the streets. Đó, là bạn mình đã cung cấp cho chúng ta một cái đoạn đối thoại mẫu. Các em có thể bắt chước như vậy để thực hành nha. Now we move to B. Talk about other festival you know. Bây giờ chúng ta sang phần B. Các em hãy nói về các cái lễ hội khác mà em biết, cũng thực hành với cái mẫu tương tự ở trên. Đó, trước lễ hội thì người ta chuẩn bị cái gì? À, trong suốt lễ hội thì người ta làm cái gì?
thì các em sẽ đổi vai và thực hành lại với bạn nhiều lần để chúng ta biết rành các cái mẫu câu để hỏi về lễ hội này nha. Alright, that's good class. Homework. You learn the new words by heart. You do workbook lesson 3, page 25, and the review, page 92-93. Ở nhà các em sẽ học từ mới thuộc lòng và học cách hỏi về các cái lễ hội. Các em làm bài tập workbook bài 3, trang 25. Và phần review ôn tập trang 92-93. Goodbye class and see you again.